Nhân dịp đầu năm, con xin gửi tới cha Sơ Thu Hồng và thầy Minh Tống cùng toàn thể quý ông bà anh chị em một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và được dồi dào sức khỏe. Và sau đây con xin trình bày bản phần tơ tàm. Thì từ xưa đến nay, từ ngày cha quản nhiệm mà đổi về cộng đoàn của chúng ta, thì con thấy cha khác là cha hát những cái bài thánh ca rất hay trong cái lúc mà cha giảng giải. Thành thử ra con thấy vậy thì thôi, hôm nay thì thưa cha quản nhiệm, con cũng xin tặng cha một bản nhạc phần tơ tằm của Minh Kỳ và Lò Định Tâm. Chúa
Phật rằng con muốn kiếp vương tử theo ngài thôi. Người nói đi đi cho tôi một lần, rằng để giảng kinh tôi không lạc loài. Tạ ơn Chúa Phật rằng con muốn kiếp vương tử theo ngài thôi. Dạ, con mời cha lên đây một chút ạ. Dạ, con mời cha lên đây ạ. Quý thưa quý cha cũng như là sơ thầy Minh cùng tất cả quý vị, cha Phật Hiền đã tới cộng đoàn chúng ta cũng đã được mấy năm rồi, mà hôm nay mới là cái dịp mà may mắn để hôm nay góp một lời ca để tặng cha Phật Hiền. Và bây giờ tôi xin tất cả hội trường chúng ta cố một tràng thay lớn thật lớn thay lời cảm ơn gửi tới cho cha Phật Hiền. Thank you very big. Cái này đúng là thank you for your understanding. Cái là nãy giờ cái bài hát mà chú hát lên đó, nói về cái sự hiểu biết. Thank you for your understanding. Mà hát một câu thôi, tại vì ông lỡ nói đây là linh mục hát rồi, phải hát tí. Anh đánh lên là thứ. Và Chúa sẽ nâng con lên cao trên đôi. Sorry. Chắc vì đây cha sư. Và Chúa sẽ nâng con lên cao trên đôi cánh phượng hoàng. Và Chúa sẽ ôm con trên tay âu yếm như gà mẹ buông con dưới cánh. Chúa sẽ cho con được dạng người như ánh mặt trời hòa lan ánh sáng. Chúa sẽ cho con được thở hơi sáng sớm thần linh. Phúc cho người cư ngụ trong nhà Chúa. Phúc cho người ẩn thân dưới bóng Chúa. Xin hãy khấn lên, Chúa là nơi con nương tựa, là tảng đá che chở con, là thành lũy bao bọc con. Và Chúa sẽ nâng con lên cao trên đôi cánh phượng hoàng. Và Chúa sẽ ôm con trên tay âu yếm như gà mẹ buông con dưới cánh. Sẽ cho con được dạng người dưới ánh mặt trời hòa lan ánh sáng. Chúa sẽ cho con được thở hơi sức sống thần linh. Chúc cho quý vị một năm mới bay trên cánh phượng hoàng.